thấy không? Nhỏ mà đâu thấy. Đây, xin chào quý vị, đây là những trái trứng cá bên hàng rào. Uông kia có trái trứng to kìa. Nhưng mà kia sao hái tới? Kia hái tới. Phải làm cái đồ hái. Rồi, nè em, quay anh đi quanh bạn thì hái trứng cá. Thằng kia có trái to quá mà hái tới. Trèo lên chưa gãy bàn, chứng tỏ vẫn còn chưa mập lắm. Màu cá trứng cá. Đang anh đang mỏi người đấy. Tối nay kêu. Tối nay thức dậy pha sữa cho con nha. Đây tất cả pha sữa. Biết không? Có cái hành không? Để ăn được nè, để ăn đi, nhà đi. Anh như vậy ăn cái bánh tôm này ngon. Ủa, chảy trứng cá. Còn hết. Thế là còn chế gần đi, chưa hết. Cẩn thận đấy. Quả đấy chưa ăn được. Chưa chín, ăn là chưa. Rồi, đây ăn bánh. Đằng này có một. Đằng kia con trái rồi. Hi hi, được trái trứng cá. Đằng kia có trái sắp chín. Trái trứng cá này là người ta leo nhà mà được. Quay rừng cây. Trồng đâu đây? Thả lại xuống đây kìa. Đó, sải chiều cho miếng đất vô nha.